Nỗi khổ của người vợ khi chồng vắng nhà mà bia gần hết hạn đấy mọi người ơi. Chồng ơi, bia gần hết hạn rồi. Đi làm sao bây giờ? Nhớ chồng đêm không ngủ được. Bây giờ dậy có tí ti đây này. Đấy, trâu khô nhá mọi người ơi, trâu khô này, còn đây là nước nước chấm, đây là nước chấm trâu khô, đây gọi là cái gì? Mắc kén hạt dổi gì đấy mọi người ơi. Quất ba lon này rồi đi ngủ cho nó khỏe người, dễ ngủ. Đỡ bị nhớ chồng, chồng đi trực triền miên. Lính đâu? Làm cốc đá đầy ra đây. Đó, bây giờ em sẽ phải chiến thôi. Biết làm sao được. Quất hết ba lon này ngủ là ngon, ngủ tít luôn, khỏi phải nhớ nhung gì chồng. Chồng cứ đi trực, cứ đi ôm dân. Chiến đấu đi, chiến đấu với Covid đi. Nỗi khổ của người vợ khi chồng vắng nhà mọi người ơi. Đây là do hoàn cảnh như là gây lên nha em, chứ chứ em cũng không có muốn như vậy đâu nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ cắt trâu khô ra nha. Để cố làm sao quất hết ba cái lon bia sắp hết hạn đi thôi. Để cơ bản là tiếc cái lon bia ấy mà nó sắp hết hạn nó phí chứ bổ béo gì đâu. Uống bia bổ béo gì đâu. Đây, bắt đầu chén. Cái này phải cắt ra. Trâu khô đây, mời quý vị khán giả nha, mời bà con nha. Đây là em không phải là muốn ăn một mình đâu, có con em ăn và bia không phải uống một mình đâu, tại vì nó sắp hở hết hạn rồi ấy. Bia để sắp hết hạn rồi. Cho nên là chồng không có nhà là phải uống thôi cho đỡ phí thôi. Chồng ơi, mời chồng nha, tại nhớ chồng quá không ngủ được cái này, cho nên là phải uống bia đây này, chồng thấy thương không? Chồng thấy thương vợ không? Đây là trâu ấy mọi người. Trâu gác bếp và trâu này cực kỳ là ngon luôn. Trâu này là trâu đặc sản luôn. Rất là ngon. Đấy, nửa cái miếng này to thế này thì không nào được. À, hai miếng. Ở đây nó có thể tước được này. Đấy, thể tước ra. Lính đâu, lấy đá ra đây. Con đang lấy ạ. Quất hết ba lon bia rồi ngủ cho nó ngon, cho đỡ bị nhớ chồng. Các con có khi làm cốc bia uống đi cho đỡ nhớ bố đấy. Này, ngon lắm cơ, thơm lắm ấy mọi người. Trâu tươi ấy, xong rồi họ họ gác bếp lên ấy. Đó. Rất là ngon. Còn đây là nước nước chấm thần thánh nhé mọi người. Nước chấm thần thánh, chẩm chéo ấy. Đây gọi là nước cái gì nhỉ? À, cái gì nhỉ Phúc nhỉ? Đó. Nước này gọi là nước chấm cái gì nhỉ? Chẩm chéo. Không, chẩm chéo như trong này nó có cái mùi vị gì, mùi vị gì, ừ, ngon không? Tươi ngon không? Đây cốc đá này cả nhà ơi, gọi cốc đá khác có cốc đá ngay. Đấy. Nước chấm chẩm chéo này trong này là có cái mùi mùi của cái mùi gì khác khác nhỉ? Quá tước ra thơm. À, đây là mắc kén hạt dổi. Bây giờ mình nhớ ra được cái từ mắc kén hạt dổi. Đấy, cái hạt nước kén mắc cái gì mắc kén hạt dổi mọi người. Đấy, người ta pha sẵn rồi rất là đặc ấy, rất là ngon luôn. Đấy, các bé chờ mẹ tước ra xong ba mẹ con mình chiến nha. Chồng ơi, chồng ơi, mời chồng về chén thôi. Chồng em đi trực mọi người ạ. Đi trực Covid ý. Nên là không có nhà. Cả một tuần nay rồi không về nhà. Ba mẹ con ở nhà nhớ bố quá. Nên là hoàn cảnh xô đẩy thôi. Chứ không phải là ăn giấu gì, giấu chồng, giấu con gì đâu. Hoàn cảnh xô đẩy thôi. Đấy, ôi dồi ôi. Cả một cái đĩa này. Này bà con ơi, quý vị khán giả ơi. Đấy, giờ em sẽ mở bia. Rót bia.
cộng điệu à. Mời quý vị nha. Mời quý vị uống bia với em nha. Quất hết ba lon này đi ngủ là ok. Ngủ ngon luôn. Không có chồng không ngủ được mọi người ạ. Đấy, bây giờ là em quất hết ba lon này luôn. Rồi. Xin mời quý vị khán giả. Ok, xin cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Tình nha. Món ngon bà Tình. Hôm nay là hoàn cảnh xô đẩy cho nên em phải uống bia và châu khô. Châu khô chấm mắc kén hạt dổi. Rồi, xin mời bà con, xin cảm ơn bà con và tạm biệt mọi người. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà con nha. Hẹn gặp lại mọi người.